Chào anh em nha anh em. Tiếp theo video này anh em xin phép cho em được em xin phép cho anh em cho em được đăng bán cái chủ đề full 1. Thì vẫn cái câu nói cũ của em đó. Hàng nào em show lên là em bán, em không show lên là không có hàng bán đó, anh em cứ suy nghĩ gì đi cho nó dễ. Đó. Như cũ hôm qua em đăng 800.000 em cũng bán nữa rồi đó. Là tổng cộng là em bán 3 củ rồi, giờ còn củ này nha anh em, còn củ này. Củ này em sẽ quay chi tiết cho anh em luôn. Đây, dây củ đề của nó luôn nè. Nó nói chung là tại vì lúc này anh em cũng ủng hộ nhiều, cận Tết anh em dọn xe nhiều với em chưa có thời gian. Đó, củ đề thì em giật ra em kiểm tra, ví dụ như em kiểm tra cái lỗi. Trời ơi, sắp hết pin nữa. Đây, như củ này tiếp tục hơn nữa nè anh em thấy không? Đó. Mua hàng vậy lại ngon anh em. Đó, ông anh của em đó. Mua hàng chưa bao giờ coi tấm hình nào mà ổng nói ừ, như hồi nãy ông mới gửi cho em cái bill đâu mười mấy dít. Ừ, sắp tới có đầu lòng 110 code 1, dên lóc, phục trước, phục sau, bộ số 2 bộ, bộ lửa, bộ gì đó, ừ. Rồi xong, giá nhiêu đó xong, bán đi nữa vậy anh em mình tính. Nó anh em thấy nó dễ không? Mà lại hàng ngon không nè, nó. Mà trong khi đó mua của người ta về coi hình zoom bự, zoom nhỏ, zoom muốn lòi con mắt ra làm gì mà vẫn dính sơn hoài anh em. Đó. Nó ác ôn vậy đó. Bởi vì em làm với ông nửa năm, nhiều cũng nhiều cũng nửa năm nay à, em chưa bị xệ. Rồi vô chủ đề chính anh em ơi. Bữa nay em xin bán củ đề full 1 này. Nói chung á, củ đề full 1 này nè, em sẽ nói cái tình trạng của nó trước là em sẽ mới lên hình với anh em sau nè. Tình trạng củ đề full 1 này nè, lỗi đẹp. Lỗi đẹp, cái mình thì khá, cái tem này có bị chóc, có sao nói vậy nha anh em. Đây nè, anh em thấy không, đúng của đề phu 1 nha, 31200KFL-850-50430MMVC. Cái tem nó có bị chóc bên này miếng nè, đó. Cái mình thì khá, chứ không whip. Nè, có một đốm đen nhỏ nè. Đó. Nhưng mà lam thì lam rất đẹp nha anh em. Củ đề này lam rất cực kỳ đẹp, lam còn rất là dày và không có bị tình trạng là khuyết lam hay là bị mòn gì hết trơn luôn. Không có bị cọ lam hay khuyết lam gì luôn. Tại vì anh em nhìn đây nè, cái lỗi rất là đẹp luôn nha anh em. Em rút ra làm sao là nó vậy luôn đó, chứ chưa có chùi gì hết trơn á. Còn cái phần cái mình này em có vệ sinh, tại vì củ đề theo xe mà xe ngoài từ Hà Nội mà Bắc ngoài Hải Phòng vô á, mười củ phách mười là cái củ đề này về tới em là đang thùi. Mình phải vệ sinh nó mới lên được cái màu, nó lên cái màu anh em nhìn, anh em vô xe nhìn nó mới nhìn nó mới ok, chứ mà để đen thùi sâu gắn đúng không. Vệ sinh bên trong này ba cái khói bụi đóng cho nó sạch mình mới coi được lam khuyết hay không để báo tình trạng với anh em đó. Ừ? Rồi nè, củ đề này lỗi đẹp nha anh em. Đó, đầu nè, anh em nhìn đầu nè, để em zoom bự xíu cho anh em coi, đâu có ngán gì đâu anh em, bán hàng quay chi tiết cụ thể, anh em nào mua được muốn mua được thôi, bình thường. Anh em thấy không, đầu là gờ chưa cộm tay nha, chưa có tình trạng mà gọi là khuyết hay là do ăn mòn của than đề nha anh em nha. Đa số anh em để ý mấy cục than đề lô á là nó ưa bị khuyết đầu lắm, cho nên anh em có mua đừng tiếc tiền. Than đề mình mua củ đề quay 110 500-700 ngàn mình dám mua. Xin lỗi anh em nha, củ đề phu 1 nha anh em. Thí dụ như củ này nè, báo giá cho anh em luôn, củ đề này em bán cho anh em 700 ngàn. Hả, anh em bỏ ra 700 ngàn, anh em dám bỏ? Anh em không dám bỏ thêm 30-40 ngàn anh em mua cặp than đề full 1 vô cho nó ngon sao? Nó tới đâu đâu. Đầu nè anh em thấy không? Đầu là tình trạng chưa có dấu hiệu khuyết mòn gì hết trơn luôn nè. Đó. Cái đầu nó đẹp anh em đề mới nhảy, còn cái đầu mà nó bị khuyết rồi than nó bắt vô đâu tới đâu anh em đề đâu nhảy đâu. Đó. Bật đạn em gỡ ra nghe anh em, bật đạn em gỡ ra em vô mở. Đó. Rồi nha. Phần lỗi này thì đẹp nha anh em. Phần lam nè, anh em nhìn lam nè, dùm nhỏ lại cái anh em ơi, để nó nhòe mất chất lượng hình ảnh. Anh em thấy không, lam còn rất dày nha, lam chưa có dán lại, chưa có xúc lam gì hết nha. Không có hiện tượng khuyết lam hay cọ lam nha. Rồi ok lụm nha. Mình thì cái mình khá, còn ánh tem ở đây nè. Tem ở đây nó có sớt tem đây miếng, tem đúng tem phu 1 theo xe. Rồi, dây củ đề đó, chưa vệ sinh luôn, cộng dây nãy bát còn vàng luôn nè. Đó, tình trạng là chưa vệ sinh gì nha. Đó,
cái đầu nè chưa vệ sinh luôn nè, nhưng mà cái này là nó dính đất nè, để em khử cho anh em coi miếng nè. Cái này vệ sinh ra nha anh em nè, thấy không, nó dính đất nè, thấy không. Cái này ngày mai em rửa ra, anh em nào chốt thì mai em giao. Nhỉnh màu này làm biết anh em biết rửa ra là đẹp rồi, nó zin toàn tập. Ê, xin lỗi anh em nha, củ đề này than thay rồi nha anh em, đây nè, than thay rồi nè, than còn có chút xíu nè đó. Nguyên nhân củ đề này em bán rẻ cho anh em là lý do là anh em về bỏ ra thêm 40 ngàn 40 mấy ngàn một cặp than phu một á. Anh em nhớ mua than phu một cho em, đừng có mua than gì nha, cứ vô hãng mua cặp than phu một, hoặc là cửa hàng nào bán ba cái Mitsuba, cửa hàng nào bán ba cái phụ tùng lớn lớn, anh em cứ mua mua cặp than phu một về anh em thay vô xài cho nó ngon, đừng mua than lô nha anh em đó. Mai em sẽ vệ sinh cái đầu trên cho anh em, đầu trên này vệ sinh ra là trắng tươi đẹp đó, đó. Rồi nghe anh em đó, củ đề thì tả chính xác cho anh em vậy thôi, lỗi thì lỗi đẹp tuyệt vời, lỗi đầu chưa mòn chưa khuyết gì luôn, lam thì lam dày đẹp chưa có khuyết lam, mình thì mình khá, tem thì tem có chóc miếng đây đó. Củ đề này nè, bây giờ em xin nói luôn nè, em tiếp anh em 50.000 tiền ship, bán cho anh em 650 nhanh lẹ. Tem hơi yếu chút chỗ này nha anh em, tả hàng chuẩn chính xác cho anh em tới từng chi tiết luôn. Về anh em mua cặp than anh em thay vô, do em ở đây lúc này bận không có thời gian, em không có đi mua tới lui nó tốn thời gian lắm. Em tranh thủ thời gian để thí dụ vệ sinh đồ gói hàng giao cho anh em ha. Anh em về mua cặp than vô. Đó, mua cặp than vô nha. Rồi với lại anh em vô mở. Vô mở cái đít này cho em cái. Đó, là lụm tiền. Rồi chào anh em nha. Bán cho anh em là đi full đầy đủ không thiếu cái gì hết. Đó. Hơi dơ mà đồ chắc nha anh em, không có đồ bậy.